kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tập bốn mươi lăm Xin mời mở bản kinh ra Khoa chú Nguyễn Trung Trang 49 Khoa chú Nguyễn Trung Trang 49 Mời xem kinh văn Hà huống thiện nam tử Thiện nữ nhân Tự thư thử kinh Hoặc giáo nhân thư Hoặc tự tố hòa Bồ Tát hình tượng Nại chí giáo nhân tố họa Sở thọ quả báo tất hoạch đại lợi Phía trước nói là Người thân quyến thuộc Bạn bè thân thuộc Trước lúc Họ lâm chung Dùng tiền của của họ thay họ tu phước thì họ được phước báo sẽ vô cùng thù thắng nếu như trong lúc mình còn khỏe mạnh có thể tự mình tu phước như thế đương nhiên quả báo sẽ thù thắng hơn nữa đoạn này nói về cái lý này hướng nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào Thư là ghi chép Vào thời xưa Khi kỹ thuật in ấn còn chưa phát minh Thì kinh sách và hình tượng Phật Bồ Tát Phần lớn là ghi chép theo vẽ chép thêm một bộ kinh thì thế gian sẽ có thêm một bộ kinh nó có thể làm tăng thượng duyên phật pháp cho một số chúng sanh cho nên công đức này vô cùng lớn phật không còn trụ thế phật pháp có thể trụ lâu dài ở thế gian nhất định phải dựa vào kinh điển Kinh điển phải có người hộ trì Lưu thông Lưu thông kinh điển Hộ trì Phật Pháp Công đức này Thật sự là Thuộc hàng đầu Ở thế gian và suốt thế gian Bởi vì chỉ có Phật Pháp Mới có thể khiến chúng sanh giác ngộ Có thể khiến chúng sanh phá mê phá mê khai ngộ vậy mới có thể được vô lượng phước báo đức phật thành thật nói với chúng ta phước báo chân thật của tất cả chúng sanh là vốn đầy đủ trong tự tánh nếu như bạn không giác ngộ tự tánh của bạn bị che đậy Tuy có phước báo Là giống như kho báo vậy Bị giấu kỹ trong núi sâu Dùi sâu dưới lòng đất Tuy có nhưng mà bạn không sử dụng được Nhà của bạn được xây dựng ở trên mỏ vàng Bên dưới là mỏ vàng vô tận Bạn chưa có khai thác Bạn vẫn phải chịu quả báo Nghèo khổ vì bạn không thể sử dụng được rồi cho nên phật pháp là dạy người ta khai trí huệ khai thác kho báu trong tự tánh của bạn ra thì phước báo đó là không có cùng tận rồi trong phật pháp dạy người ta tu phước tu phước là nguyên nhân gì do bạn chưa có kiến tánh chưa có kiến tánh muốn hưởng được phước báo phải làm thế nào chỉ có dựa vào tu cho nên phước do tu này có được phước này không phải phước ở trong tự tánh phước trong tự tánh mới là không có cùng tận giống như chúng ta ở trong kinh tịnh độ xem thấy thế giới cực lạc của a di đà phật đó là phước báo của tự tánh trong kinh hoa nghiêm nói đến thế giới hoa tạng của tỳ lô giá na phật cũng là phước báo của tự tánh các vị phải hiểu rõ nếu như chúng ta khai ngộ phá mê khai ngộ minh tâm kiến tánh thì cảnh giới như thế giới hoa tạng như thế giới cực lạc y chánh trang nghiêm sẽ hiện tiền đương nhiên nói thì dễ nhưng khi thật sự làm sẽ rất khó khăn trước khi chúng ta chưa có kiến tánh muốn hưởng được phước phương pháp duy nhất phải dựa vào tu bạn tu được nhiều thì phước báo của bạn sẽ lớn bạn tu được ít thì phước báo của bạn sẽ nhỏ và tu phước ở trong cửa phật là thù thắng nhất nhưng ở chỗ này chúng ta phải có trí huệ biện biệt cửa phật thế tôn ở trong kinh lăng nghiêm nói đến thời kỳ mạc pháp của chúng ta là Tà sư thuyết pháp nhiều như các sông hằng Đây chính là nhắc nhở chúng ta Trong thời kỳ này Có Phật Pháp giả Có Phật Pháp giả mạo Phật Pháp giả Phật Pháp giả mạo Gieo phước ở trong đây Rất khó khăn Không phải nói không có Nói trên lý luận là có Nhưng bạn không thể dùng được chỉ là gieo hạt giống vào trong a lại gia thức đến khi nào mới có thể hưởng thụ được vậy quá khó trên kinh có thí dụ nói sao vô lượng kiếp mới hưởng thụ được nếu như chúng ta gieo phước hiện tiền có thể hưởng thụ được thì bạn phải nhận thức rõ ràng đó là phật pháp thật là đạo tràng phật pháp chân thật có đại chúng tu hành chân chánh bất luận là chúng xuất gia hay chúng tại gia thật sự có tu hành thì cúng dường nơi này sẽ được phước cho nên mọi người cũng không nên có thành kiến nhất định phải là chúng xuất gia thì chúng ta mới cung kính đối với họ còn chúng tại gia thì kém hơn một bậc Thế gian luôn luôn có loại phân biệt sai lầm này Nhất định phải biết Trong đồng tu tại gia Cũng có người tu hành rất tốt Chư Phật Bồ Tát Thị hiện thân phận tại gia Rất nhiều Đạo lý này nhất định phải biết Phạm là người tốt Người thiện người hiền nào có sức ảnh hưởng giáo hóa nhất định đối với xã hội đối với địa phương đối với phong tục chúng ta đều phải nên cúng dường đều phải nên học tập theo họ như vậy mới đúng mình chịu chép kinh hiện nay không cần chép kinh nữa hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển khoa học kỹ thuật phát triển rồi hiện nay in kinh là tốt chúng ta chọn bản kinh nào hay bạn chú giải nào hay in ấn lưu thông với số lượng lớn cho nên hiện nay tu phước quả thật thuận tiện hơn so với người xưa Người hiện nay tu phước Quả báo không bằng người xưa Đó là có nhân tố khác Nhân tố này là gì? Tâm không có thành kính như người xưa Không có cung kính bằng người xưa Không có khẩn thiết bằng người xưa Làm việc nhiều hơn người xưa Nhưng được phước thì ít hơn Đây chính là lời Pháp Sư Ấn Quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích hiện nay việc chúng ta làm nhiều hơn gấp trăm gấp nghìn lần người xưa nhưng được phước thì không bằng người xưa đó là do lòng thành kính của người xưa có một trăm phần còn thành kính của chúng ta hiện nay chỉ có vài phần cho nên phải hiểu được đạo lý này nếu như chúng ta có lòng thành kính giống như người xưa thì hiện nay tu phước chắc chắn hơn gấp trăm gấp nghìn lần người xưa rồi phước báo bạn được cũng là gấp trăm gấp nghìn lần điều này không thể không biết cho nên đã bỏ lỡ có rất nhiều cơ hội ngay trước mắt điều đó thật sự đáng tiếc đây là nói lưu thông kinh điển bên dưới là nói đắp nặng tượng phật hiện nay đắp nặng hình tượng phật bồ tát rất thuận tiện hiện nay có thể làm khuôn làm khuôn xong rồi có thể đúc ra đến mấy nghìn mấy chục nghìn bức tượng phật giá thành thấp hiện nay là cơ giới hóa trước đây là thủ công mỹ nghệ nếu như tranh vẽ thì in sẽ thuận tiện hơn nữa cho nên phải biết chúng ta làm sao có thể có được tâm chân thành cung kính tâm khẩn thiết lợi ích chúng sanh giống như đại đức xưa thì bạn mới có thể được đại lợi ích sở thọ quả báo tất hoành đại lợi chúng ta tự mình làm và dạy người khác làm nếu như mình không có nhân duyên không có đủ điều kiện thì chúng ta khuyên người khác làm. Lợi ích đều là rất lớn. Chúng ta mở bản chú giải ra. Trang 50 hàng thứ nhất trong chú giải của pháp sư Thanh Liên có trích dẫn một đoạn trong kinh Niết Bàn. Đoạn này rất quan trọng tôi ở đây đọc qua một lượt mọi người lắng nghe trong kinh niết bàn nói ư ác thế trung thư tả kinh quyển chúng ta hiện nay nói là in kinh việc khuyên tha nhân lệnh đắc thư tả cụ túc năng giải tận kỳ nghĩa vị không những mình lưu thông kinh sách mà còn có thể thông đạt sáng tỏ về ý nghĩa trong kinh sách nói tố họa hình tượng đây là chép kinh bên dưới là nói tạo tượng tạo tượng là đắp nặng tượng cũng được vẽ tượng cũng được trong kinh tạo tượng nói tác phật bồ tát hình tượng Kỳ phước vô lượng Vô cùng tận thời Bất khả xưng số Hai đoạn nhỏ này Đều là trên kinh nói Quả báo phước đức Thật sự là vô lượng vô biên Trên kinh nói Cụ túc năng giải Tận kỳ nghĩa vị Hai câu này rất quan trọng Bạn thật sự hiểu rõ đạo lý này Thấy ra sự thật của quả báo Bạn mới chịu thật làm Không có hoài nghi Làm giới tâm chân thành cung kính Xã hội hiện nay Phật Pháp thật sự là suy rồi Tại vì sao suy vậy? Không có thiện tri thức chỉ dạy Tuy lượng kinh điển lưu thông rất nhiều Mà không có người giảng giải họ chỉ có độc tụng họ độc tụng mà không thể hiểu được họ cũng biết tạo tượng là tốt cũng phát tâm tạo tượng nhưng gặp những vị ác tri thức nói với họ là anh làm vậy là mê tín không có công đức sau khi họ nghe xong rồi rất dễ thối tâm nếu như duyên ác này rất rộng gặp một người một người cũng nói như vậy Gặp hai người, hai người cũng nói như vậy Gặp bốn, năm người Họ cũng đều nói như vậy Thì niềm tin của bạn sẽ bị dao động Có khả năng gặp rất nhiều người Đều là nói như vậy hay không? Rất có thể Phật nói tà sư thuyết pháp Nhiều như các sông hằng Vậy bạn gặp 8 hay 10 người Thì có gì là lạ đâu gặp một trăm người một nghìn người đều nói như vậy thì bạn làm thế nào đây đến lúc này rốt cuộc chúng ta tin lời phật hay là tin lời của mọi người nhất định phải hiểu được nghĩa kinh điều này rất là quan trọng chúng ta hiểu rõ chúng ta có nghĩa vụ tuyên dương có nghĩa vụ không ngại phiền phức đem nghĩa chân thật của kinh phật giảng giải cho người khác nghe giúp người giác ngộ làm kiên định thêm tính tâm và nguyện tâm thành tựu lợi ích phước đức tự thân của họ đây là để tốt cho họ Phật Pháp Tất cả vì chúng sanh Tuyệt đối không phải vì mình Chư Phật Bồ Tát Tuyệt đối không có thành kiến Tuyệt đối không có ý riêng của mình Tất cả Kinh Phật nói Ngài có ý riêng của mình hay không? Không có Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết Pháp 49 năm không có một câu một chữ nào là ý của riêng mình nếu như nói là ý của mình thì đây là phàm phu phàm phu mới có tôi tôi là ngã chấp kiên cố chưa phá chấp ngã là phàm phu lục đạo luân hồi họ làm sao có thể thuyết pháp được phật là người đã đoạn hết hai loại chấp trước ngã Pháp rồi Ngài làm gì có ngã Làm gì có ý của tôi Đã không có ngã Không có ý của tôi Thì làm sao nói ra kinh Phật được Kinh Phật nói ra như thế nào Nói thật ra Vừa mở quyển kinh ra Câu đầu tiên đã nói với bạn là Như thị ngã văn ý nghĩa của bốn chữ này là tự tánh lưu xuất ra như vậy mới gọi là như thị như thị là lưu xuất ra từ trong chân như tự tánh chân như tự tánh là chúng sanh bình đẳng với phật kinh phật lưu xuất ra từ trong tự tánh của ngài hay nói cách khác cũng là lưu xuất ra từ trong tự tánh của chúng ta sự việc đó là như vậy cho nên nó chân thật không giả dối chúng ta phải hiểu được đạo lý này đến lúc tương lai chúng ta minh tâm kiến tánh phật pháp thường nói chứng tính giải hành chứng bằng chứng cái gì chứng minh tất cả kinh mà phật nói là từ tự tánh của chúng ta lưu xuất ra đây gọi là chứng quả tự tánh của phật với tự tánh của ta không có khác biệt là một không phải hai là chứng minh cái này sanh phật không hai chúng sanh với phật không hai là một phật đã kiến tánh rồi chúng ta hiện nay chưa kiến tánh chúng ta nghe theo lời phật nói chính là thuận theo tự tánh tuyệt đối không phải là bị thích ca mâu ni phật xỏ mũi dắt đi không phải vậy bạn y giáo phụng hành là tánh đức của tự tánh hiển lộ thì lời dạy của phật mới thật sự đạt đến cao minh chân thật đạt đến trí thiện viên mãn trong quá trình học tập nhất định phải biết Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Đây là Bồ Tát phổ hiện dạy chúng ta Tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Tu hành Là làm sao có thể khiến cho Sự việc này Làm đến chí thiện Làm đến viên mãn Chí thiện Là nhất định không làm trái lại Với tánh đức không làm trái lại lý là phải khế lý đó là trí thiện viên mãn là khế cơ cơ là đại chúng hiện tiền hôm qua tôi triệu tập những pháp sư dẫn chúng của niệm phật đường tôi nói với họ đạo lý này Làm sao đưa niệm Phật đường Đến trí thiện viên mãn Nhất định phải biết Khế cơ, khế lý Khế lý là không lập trái lại kinh giáo Nương theo phương pháp nguyên lý nguyên tắc Của kinh giáo mà tu học Khế cơ thì sao? Nhất định phải khiến cho đại chúng Ở niệm Phật đường Niệm đến mức sanh tâm hoan hỷ Niệm cho thật đúng như Pháp Nhất định khiến cho họ có thể Điều phục được phiền não Chúng ta không dám nói việc Nhất định điều phục được phiền não trong niệm Phật đường Có thể tương ưng Với nhất tâm không thể đạt được cảnh giới của nhất tâm thì chí ít cũng là công phu thành khối trong thời gian ở niệm phật đường không có vọng tưởng trong tâm chỉ có một câu a di đà phật nhớ phật niệm phật thì hiện tiền tương lai nhất định thấy phật cho nên phải chăm lo đến mỗi đại chúng niệm phật phải thường xuyên quan tâm họ thường xuyên hỏi thăm họ anh có ý kiến gì về niệm phật đường hay không anh có cảm thấy chỗ nào chưa thỏa đáng không mời mọi người đưa ra ý kiến chúng ta nghiêm túc cải tiến mỗi ngày phải phát hiện ra khuyết điểm của mình ngày ngày phải cải tiến sai lầm một ngày không cải tiến thì một ngày không có tiến bộ mình thường không nhìn thấy được lỗi lầm của mình Nhưng người khác nhìn thấy Người khác nhìn thấy Nhưng không nói vậy thì làm thế nào Chúng ta đành phải đi thịnh giáo vậy Chúng ta nên quan hỷ nghe lỗi lầm Mạnh dạng sửa lỗi Đây là nguyên tắc Nguyên tắc quan trọng trong tu hành Mà Phật dạy cho chúng ta đây gọi là pháp môn sám hối đây là pháp môn tinh tấn biết lỗi liền sửa vui vẻ khi người khác đưa ra ý kiến họ kiến nghị họ phê bình chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh sửa chữa lỗi lầm thì đạo tràng này mới có tiền đồ đạo tràng này mới có thể trở thành đạo tràng mô phạm đạo tràng điển hình của thế gian chúng ta ở đây mới thật sự có thể có thành tựu điểm này vô cùng vô cùng quan trọng người thành công trong thế gian và xuất thế gian người chân thật thành công không có người nào mà không tu học như vậy cho dù có thành tựu nếu không muốn nghe kiến nghị của người khác cố chấp thành kiến của mình dù sự nghiệp của họ làm lớn đi nữa cũng không thể dài lâu chỉ có tôn trọng ý kiến của đại chúng thì sự nghiệp của họ mới được dài lâu Mới vĩnh viễn không bị thất bại Đạo lý này Thánh nhân thế gian và xuất thế gian Đều chỉ dạy chúng ta Chúng ta nhất định phải ghi nhớ Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Thị cố phổ quản Nhờ kiến hữu nhân Đọc tụng thị kinh Nãi chí nhất niệm Tán thán thị kinh Hoặc cung kính giả Nhữ tu bách thiên phương tiện Khuyến thị đẳng nhân Cần tâm mà toái Năng đắc vị lai hiện tại Thiên vạn ức Bất khả tư nghị công đức đây là khuyên tu cho nên nhìn thấy người đọc kinh nhìn thấy người cung kính đối với tam bảo thì nhất định phải khích lệ họ phải khen ngợi họ kiểu khích lệ khen ngợi này không những có lợi ích rất lớn đối với họ trên thực tế cũng là dạy bảo những người không biết này Khi họ nhìn thấy người này Tán tháng người đọc kinh Khuyến khích đọc kinh Có thể khơi dậy niềm tin của họ Cho nên khuyên một người Chính là khuyên rất nhiều người Quả báo thù thắng Không thể nghĩ bạc Cho nên họ mới có thể được trăm nghìn Muôn ức công đức Không thể nghĩ bàn Ở hiện tại và dĩ lai Đây là chúng ta thường nói Vừa qua căng tay vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo Công đức không thể nghĩ bàn Là nói từ chỗ này Nếu như người này Ba thứ thiện căn phước đức nhân duyên này Đều đầy đủ thì đời này họ thành tựu Đây là điều rất khó Nhưng mà không phải không có Trong thời mà Pháp ngủ trượt ác thế Cũng có như thường Người có thiện căng kém Tuy hiện tiền không thể được lợi ích Nhưng hạt giống kim cang Gieo vào trong a la gia thức Chúng ta người hiện nay gọi là Gieo vào trong ấn tượng của bạn Ấn tượng của bạn rất sâu sắc Dính diễn không bị xóa mất Tương lai gặp được duyên tức là gặp được một số điều kiện thì hạt giống này sẽ khởi hiện hành. Nó có thể giúp bạn tu hành chứng quả. Hiện nay chúng ta đừng sợ người khác nói chúng ta mê tín. Thật ra mê tín không phải chúng ta, mê tín là họ. Sao gọi là mê tín vậy? Chân tướng sự thật chưa có hiểu rõ ràng mà bạn đã tin. Đây gọi là mê tín. Người học Phật chúng ta đối với chân tướng sự thật chưa có hiểu rõ ràng mà đã tin Phật pháp, niệm kinh, lễ Phật. Đây là mê tín. Không sai. Người họ nói chúng ta mê tín, họ cũng mê tín. Vì sao vậy? họ cũng chưa hiểu rõ chưa làm sáng tỏ về phật pháp mà đã dám nói nó là mê tín cho nên họ nói mê tín đó cũng là mê tín cái mê tín này của chúng ta có lợi ích còn cái mê tín đó của họ có hại rồi không có lợi ích gì cho nên đều là mê tín bạn thật sự hiểu rõ ràng minh bạch phật pháp rồi bạn nói chúng tôi là tính hay là mê tín cách nói đó của bạn là đúng chưa có hiểu rõ ràng đã nói chúng ta là mê tín tôi cảm thấy họ là mê tín hạng nhất trên cả mê tín chúng ta chỉ mê tín một lớp còn họ mê tín đến hai lớp rồi cho nên nếu chân thật muốn đưa ra lời phê bình bạn nhất định phải hiểu cho rõ ràng nếu bạn không hiểu rõ ràng tùy tiện nói bừa sẽ rất dễ đắc tội dễ gặp phải ác báo như trên kinh đã nói ác báo hình thành như thế nào vậy do ngu si ngu si là sao chưa có hiểu rõ ràng đã tùy tiện nói rồi tùy tiện phê bình vậy thì không nên ở trong thái độ làm học vấn như vậy là sai lầm không phải chính xác. Nghe người ta nói cũng không được. Người ta nói có đáng tin hay không? Khi nghe người ta nói, bản thân chúng ta vẫn phải đi sâu vào nghiên cứu, tìm cách chứng thực. Là giống như người học Phật chúng ta vậy, chúng ta đọc kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải một mực nghe theo ngài, chúng ta ở trong đây tu học, tìm cách chứng thực chứng minh lời phật nói là thật không phải là giả đây là sự thù thắng của nền giáo dục phật đà phật nói với bạn nói xong là để cho bạn hiểu tính giải hành chứng bạn tin rồi tin rồi sau đó mong hiểu chỉ có tin thì không được nhất định phải hiểu rõ sau khi hiểu rõ rồi bạn phải tìm cách chứng minh Chứng minh điều bạn tin Điều bạn hiểu Đích thực là tự tánh vốn đầy đủ Không phải đến từ bên ngoài Phật Pháp gọi là nội học Ý nghĩa là ở chỗ này Cần tâm mà thoái Bốn chữ này là chữ mấu chốt Ở trong đoạn này chúng ta khích lệ một người khuyến khích một người mục đích là ở chỗ này hy vọng họ dũng mãnh tinh tấn không được thoái chuyển như thế họ trong một đời này nhất định thành tựu Ở trong chú giải Có một đoạn cũng là trích dẫn kinh văn Ở hàng thứ ba Của chú giải trang 51 Câu sau cùng này Trong kinh kiên ý Có một đoạn Phật cáo A Nan Kỳ hữu hảo tâm Thiện ý chi nhân văn phật minh pháp nhất tâm nhi thính năng nhất nhật khả họ có thể nghe được một ngày cũng được bất năng nhất nhật bán nhật khả họ không có thời gian họ không thể nghe một ngày thì nghe nửa ngày cũng được bất năng bán nhật nhất thời khả đây là lúc Phật còn tại thế Nhất thời lúc ấy Bằng 4 giờ đồng hồ hiện nay của chúng ta Bởi vì Ấn Độ lúc đó Thời Là ngày ba thời Đêm ba thời Ngày đêm sáu thời Nhất thời ngày nói chỗ này Tức là 4 giờ đồng hồ hiện nay của chúng ta Bất năng nhất thời Bán thời khả Bán thời tức là hai giờ đồng hồ Bất năng bán thời tu du khả Tu du là thời gian rất ngắn Nghe 10 phút, 5 phút đều rất tốt Kỳ phước bất khả lượng Phước báo của họ không thể đo lường Sau cùng ngay ở chỗ này đưa ra kết luận Nghe trong chốc lát còn được phước lớn như vậy tại vì sao phước này lớn như vậy bởi vì một người ở trong lục đạo luân hồi được thân người rất khó thân người khó được có được thân người mà còn nghe được phật pháp thì rất khó có thể trong vô số kiếp bạn mới có cơ hội nghe được mấy câu phật pháp như vậy Và mấy câu Phật Pháp này Rơi vào trong a la gia thức Chính là nhân duyên Được độ trong tương lai Cho nên phước báo này Không thể đo lường Chúng ta ngày nay Tạo nhân duyên cho người Có hạt giống Phật Bạn biết quả báo là thù thắng biết bao Chúng ta trong bất kỳ trường hợp nào Như trong trường hợp có đại chúng Chúng ta cúi đầu chắp tay niệm một câu a di đà Phật Bao nhiêu người nhìn thấy Bao nhiêu người nghe thấy Người nhìn thấy, người nghe thấy Đã gieo hạt giống vào trong a la gia thức rồi Đó là trong thời gian chốc lát Chúng ta đang biểu diễn Mục đích chúng ta biểu diễn là gieo hạt giống kim cang cho tất cả đại chúng. Như vậy gọi là phát tâm bồ đề, hành bồ tát đạo. Bất luận người thấy người nghe có tin hay không, hạt giống đã gieo vào rồi. Đúng như lời Phật nói Phước ấy không thể tính đếm được Chúng ta thường thường cũng đang tu phước. Đang tạo phước nhưng hàng ngày cũng đang tạo tội, tạo lỗi. Nếu chúng ta so sánh tội phước, mỗi ngày ta tạo phước nhiều hay là tội nhiều? Tạo tội nghiệp thì quả báo của tội nghiệp đó cũng không thể đo lường được. Đó cũng là chuyện phiền phức lớn rồi. Như thế nào mới là chân thật giác ngộ vậy? Không tạo tội nghiệp nữa chuyên tu phước báo thì tiền đồ của chúng ta sẽ tươi sáng nhất định phải giác ngộ đời người là rất ngắn ngủi đời người rất là khổ khổ chúng ta phải cắn răng thật chặt phải cố gắng nhẫn nại mà chịu đựng Dù khổ cũng không tạo nghiệp Tuyệt đối không nên gì Muốn cải thiện hoàn cảnh cuộc sống trước mắt của chúng ta Mà tạo tác đủ thứ tội nghiệp Trước mắt thì được một chút vị ngọt Mà hậu quả thì không thể tưởng tượng được Người thông minh không làm việc hờ dại này Khổ báo trước mắt là do ta trong quá khứ Và đời nay không có tu phước nên ta thọ quả báo phật pháp nói rất rõ ràng muốn biết nhân đời trước xem thọ nhận đời này những gì ta thọ nhận đời này là do đời trước ta tạo đời trước tu phước thì đời này hưởng phước đời trước không tu phước thì đời này làm gì có phước để hưởng chứ không oán trời không trách người muốn biết được quả đời sau xem tạo tác đời này những hành vi tạo tác trong đời này của ta đây là gieo nhân cho quả báo đời sau nếu như đời này nhân ta tạo ta gieo phước lớn nhân thù thắng thì đời này đã thay đổi hoàn cảnh sống của bản thân chúng ta rồi Liễu Phạm Tứ Huấn là điển hình rất rõ rệt Thành tựu giống như viên Liễu Phạm vậy Ở trong Phật Pháp Có không biết bao nhiêu người Vì không có viết ra Không có nói ra mà thôi Quá nhiều quá nhiều Hiện tiền có thể thay đổi hoàn cảnh sống của chúng ta chỉ cần bạn chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện loại phước này là thật hơn nữa là dài lâu là phước báo chân thật nếu như bạn dùng thủ đoạn bất chánh Đoạt lấy tiền của bất nghĩa Để được phước rồi Thì phước báo này của bạn là giả Là rất ngắn ngủi Phước hưởng hết rồi Thì ác báo hiện tiền Điều này vô cùng đáng sợ Cho nên nhất định phải tìm hiểu những sự lý này cho thật rõ ràng, minh bạch Đời người ngắn như vậy việc gì phải tạo tội nghiệp trong thời gian ngắn ngủi này chứ thật không đáng vô cùng không đáng thường xuyên đọc kinh địa tạng rất có lợi ích đọc một lần sẽ đánh thức sự cảnh giác cao độ của mình mỗi câu ở trong đây đều là chân thật không có câu nào là hù dọa người là để uy hiếp bạn không có mỗi câu phật nói đều là lời chân thật mạng người vô thường quốc độ nguy cấp tại vì sao không tu phước chứ tại vì sao không nghĩ đến đời sau thời gian đời sau thì dài thời gian đời này thì ngắn người thông minh phải suy tính cho lâu dài không nên lo nghĩ cho hiện tiền ngắn ngủi này hiện tiền bất kể vinh hoa phú quý như thế nào cũng chỉ là nhất thời không đáng để ngưỡng mộ không đáng để theo đuổi đời sống thanh đạm cực khổ một chút cũng tốt Thường xuyên đánh thức tâm cảnh giác Thường xuyên khởi lên tâm thoát ly Hy vọng thoát cõi lục đạo luân hồi Đoạn này chỉ giới thiệu đến chỗ này Xem tiếp đoạn này dưới đây Mộng mị kiến quỷ Đây cũng là việc thường xảy ra trời đất quỷ thần thật sự là có có biết bao nhiêu người đã đích thân trải nghiệm qua rồi bản thân tôi lúc còn trẻ cũng đã từng trải qua làm sao có thể không tin được chứ ở nước ngoài chuyện thế quỷ ở nước ngoài cũng rất nhiều trong thành phố nào cũng có rất nhiều ngôi nhà quỷ cho nên sự việc này là thật chứ không phải là giả tôi có một vị đồng tu ở california hiện nay người này mấy năm trước đã qua đời rồi hai vợ chồng già mua một căn nhà ở california sau khi vào ở mới biết là ngôi nhà quỷ con quỷ đó rất là dễ sợ quỷ là người mỹ có lẽ là chủ của căn nhà trước đây sau khi chết rồi không xả bỏ được căn nhà đó không thể rời đi con quỷ vẫn ở trong đó đương nhiên có người khác đến ở thì họ sẽ không vui cho nên đến mỗi tối thì con quỷ đó xuất hiện Đồ dùng trong nhà có âm thanh di động Cửa nhà tự động mở Người sống ở trong nhà này đều thấy sợ hãi khủng khiếp Nhưng cũng không có cách gì Có một lần Lúc ông lão này đang tắm Đại khái lúc đó Ông cũng hơn 60 tuổi rồi Lúc đó vẫn còn là buổi chiều không phải tối bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra tự động mở toàn thân ông sởn da gà ông liền hỏi ông tên gì con quỷ đó lại có thể nói ra tên của mình sau khi nói ra ông này sợ chết khiếp liền chạy mau ra ngoài chưa kịp mặc quần áo đã chạy ra ngoài gặp phải sự việc như vậy con quỷ đó thật sự nói ra tên của nó sau đó ông kể cho chúng tôi nghe kiểu nhà quỷ này ở mỹ rất nhiều quá nhiều quá nhiều có một số ngôi nhà quỷ nổi tiếng không có ai dám ở ngôi nhà đó cũng không bán được mọi người đều biết đó là ngôi nhà quỷ cho nên điều này thật sự có không phải giả mời xem kinh văn Phục thứ phổ quản Nhược vị lai thế chư chúng sanh đẳng Hoặc mộng hoặc mị Kiến chư quỷ thần Nay cập chư hình Đủ thứ hình dạng này Hoặc bi hoặc đề Hoặc sầu hoặc tháng Hoặc khủng hoặc bố Đây là nói Bạn ở trong chim bao Nhìn thấy những hình tượng này Trong ngữ khí này của Phật Chúng ta có thể thấy được Nhược vị lai thế chư chúng sanh Lúc đó Phật nói đời sau Vì chúng ta hiện nay chính là đời sau mà Ngài đã nói Chúng ta hiện nay Rất nhiều chúng sanh ở trong chim bao Nhìn thấy quỷ thần Mộng là mơ hồ không rõ ràng Mỹ chính là ngủ hễ là lúc nào mơ hồ không rõ ràng loại cảnh giới lúc có lúc không này đều gọi là cảnh mộng và trong lúc ngủ cảnh mộng thường hay xuất hiện hầu như mỗi người đều có kinh nghiệm này nhìn thấy một số quỷ thần nhất là nhìn thấy người thân quyến thuộc đã qua đời rồi hoặc giả mộng thấy người mình hoàn toàn không quen biết những quỷ thần này nhìn thấy hình dạng của họ rất đáng thương vì sao nói buồn bã khóc lóc rầu rĩ thang thở hải hùng sợ sệt nhìn thấy những hình ảnh này người không có học Phật nhìn thấy cảnh giới hải hùng nhiều chưa có học Phật sau khi chúng ta học Phật cảnh giới hải hùng trong mộng ít rồi loại này thuộc về ác mộng Mộng hải hùng ít rồi Nhưng mộng thấy những quỷ thần Buồn bã khóc lóc Rầu rỉ than thở thì nhiều Thường hay có cảnh giới này hiện tiền Gặp phải những việc này Là do nguyên nhân gì Phật ở trên kinh Nói cho chúng ta biết Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này Trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật Dafa.